Shop bởi vì 68 6860 đang test và lắp bộ tiêu mực ngoài. Ở đây là bộ tiếp mực ngoài thì mình có, ở đây có theo bộ bạn nhé. Đây là bộ tiếp mực ngoài này. Chip và bộ tiếp mực ngoài bạn. Kiểu máy nạp mực các bạn. Ở đây là máy này mình sẽ lắp nhanh. Lắp nhanh và yêu cầu lấy nhanh. Mình lắp nhanh và sửa nhanh các bạn. Đây là lắp bộ tiếp mực ngoài. Đang quá trình bơm mực các bạn, bơm mực nó hơi lâu một tí. Đây có hỗ trợ in qua wifi bạn nhé. Đợi máy check lại. Rồi. Đây là màn check này. Để check lại chế độ in test đầu khuôn. In nhớ 4 lần rồi nhé. Đối với trường hợp là các bạn chế cái bộ tiếp mực ngoài này ấy, thì các bạn phải chú ý là chế, các bạn khoan một cái lỗ vào đây, sau đó các bạn chế, chế đường dây tiếp mực ngoài vào đây. Đấy. Đây khoan vào đúng cái lỗ này này. Đúng có lỗ có tiếng Trung Quốc này. Đây bạn thấy chưa? Đấy, khi mà các bạn khoan đủ ấy thì các bạn phải chế. Đấy. Còn đối với trường hợp là có 6 màu, có thêm một màu đó chính là màu gray ấy. Có thêm một cái màu đó là màu gray, là màu black, thì các bạn vẫn chế bình thường thôi. Ví dụ như có thêm một cái màu gray, màu ví dụ như 8770 ấy, thì nó có thêm một màu gray là màu xám nữa. Đối với trường hợp màu xám thì các bạn sẽ chế kiểu gì, vẫn chế như bình thường thôi. Đây là màu chip màu C này. Đây có thêm một màu gray. Đây màu gray này. Thì các bạn vẫn chế bình thường nữa nhé. Các bạn vẫn khoan vào xuống cái chỗ này một lỗ.
Đối với lòng 8770 ấy, có sử dụng 6 màu mực, có 2 màu đen, có 1 màu gray các bạn, 6 màu mực. Ở đây là máy của khách cho nên là mình test ký các bạn. Test và kiểm tra ký. Đây là đang test đầu phun. Check đầu phun. Rồi. Đấy. Mình check lại cái bàn test. Vệ sinh đường dẫy này, 2 3 4 5 đầu vệ sinh đường dẫy này. Rồi check lại cái đường dẫy này. Vệ sinh lại cái đường dẫy. Check đầu phun lại một lần nữa này. Đối với trường hợp mà các bạn mua cái bộ các chiếc gồm có 5 màu mực này ấy, 5 màu mực này thì các bạn liên hệ các bạn nhé. Đấy, liên hệ mình 5 màu mực riêng biệt hoặc là 8 màu 6 màu mực đối với dòng 8770 ấy. Chip này các bạn có thể thay thế qua bộ cái tiếp bộ tiếp mực ngoài được, hoặc là các bạn chế trực tiếp từ cái bộ chip này các bạn nhé. Đấy, chế trực tiếp của bộ chip này cũng được, hoặc là các bạn tháo ra các bạn lắp vào cái bộ tiếp mực ngoài. Ok, mình test bản test lần cuối cùng các bạn qua bộ tiếp mực ngoài. Bộ tiếp mực ngoài này sẽ được dẫn mực tự động vào đây. Các bạn không cần phải có cái tép mực ngoài mà không có dây thì các bạn sẽ phải thay thế cũng như là chi phí nó nhiều hơn. Còn các bạn có cái này thì các bạn có thể in liên tục được. Giờ ok các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhé.